Xin chào anh em YouTube nha. Thì xin anh em vài phút mình làm một cái video ngắn gọi là quảng cáo với anh em. Thì quảng cáo gì đây? Thì anh em thấy không? Đây là cái sample R1. Thì bữa giờ cái hàng này mình hết cũng khá là lâu rồi. Cũng khoảng hơn một tháng rồi đó. Thì hôm nay nó mới về lại. Nói chung là cái loại sample này mình cũng đặt cũng vất vả lắm mới có nha anh em. Hiện tại bây giờ thì đã có rồi á, có mấy chỗ cũng có rồi, nhưng mà cái hàng này mình cũng đặt khá là lâu rồi thì nay nó mới có đây nha anh em. Thì đây nè anh em thấy không, nay nó có dán thêm tờ giấy nữa. Hồi lúc trước thì nó không có dán cái tờ giấy này. Cái tờ giấy này là mấy cái thông tin nè anh em thấy không, thông tin gì đây, xuất xứ, bảo quản, cách dùng, thành phần, hạn sử dụng, quy cách đóng gói đó. Thì mấy cái cơ bản thì nó sẽ in lên trên đây. Thì cái này là cái nhà nhập khẩu nó in lên, cái này là của nhà nhập khẩu nó in lên chứ không phải là nhà sản xuất nha anh em. Coi cái đát rồi nó, anh em thấy không, ASB là tháng 6 năm 2022. Còn cái hạn sử dụng, cái đó là cái hạn sử dụng nha anh em. Còn cái ngày sản xuất đó là tháng 12 năm 2020. Nó đắt rất là xa, hàng mới nha anh em, này là hàng mới. Thì nó chỉ về có vị vani với là vị sô-cô-la nha anh em. Chỉ về vị vani với là vị sô-cô-la thôi. Thì bữa giờ có rất là nhiều anh em hỏi mình là cái sample này nó về chưa. Thì nhiều lắm, có cả những bạn nữ nữa, bạn nữ cũng có hỏi mình nữa. Nhưng mà toàn là báo với anh em là hết hàng rồi. Thì hôm nay hàng về thì mình cũng không còn nhớ là bạn nào đã hỏi mình đó, cho nên là sẵn mình làm cái video này coi như là mình thông báo với mọi người ở trên kênh của mình đó là sample quay của mình nó về rồi, sample quay R1 mình về rồi nha. Còn hũ loại 5LB thì ngày mai, chắc là ngày mai mới về. Thì ngày mai về thì mình lại tiếp tục mình làm video mình chia sẻ với anh em. Thì một gói này là bao nhiêu tiền? Chia sẻ luôn với anh em là một gói này là 25.000 nha anh em. 25.000 một gói. Thì chỉ có vị sô-cô-la với vani thôi. Cái này vani. Đợt này thì nó cũng giới hạn vị nha anh em, chứ nó không về full vị. Sample này thì chỉ về giới hạn vị thôi, nó chỉ có hai vị đây nè anh em thấy không. Cái này là sô-cô-la đây. Thì cái này nó cũng rất là tiện lợi. Ví dụ như anh em mà muốn đi du lịch, muốn mang đi đâu, hoặc là mình đi vào trong phòng tập mình mang theo một bịch rồi mình tập xong rồi mình uống cũng rất là tiện lợi, đỡ phải mang theo một muỗng bỏ riêng ra từ mình chích ra từ cái hũ lớn kia rồi mình mang một muỗng vào phòng tập. Nếu mà nhà xa thì mình sẽ mất rất là nhiều cái thời gian phải chờ đợi lúc mà về mới có quay uống. Thì cái này mình mang theo mình lận ở túi quần á, xách đi tập thì rất là tiện. Thì hôm nay thì chỉ về sample này trước, còn hũ thì ngày mai mới về. Thì anh em hãy đón xem cái video ngày mai của mình nha. Thì đó, bữa nay chỉ là một cái video ngắn để chia sẻ với anh em thôi. Thì cái thùng này mình chỉ về được 200 gói nha anh em, 200 gói thôi. Chỉ có 200 gói thôi. Thì cái này là nó cột sẵn nè. Cứ 5 gói là một nụt. Cứ một chùm như là 5 gói, chùm này 5 gói. Thì nó chỉ có 200 gói thôi. Đó. Thôi xin chào anh em nha. Thì hôm nay có cái này về thì mình làm một cái video ngắn chia sẻ với anh em. Mình không muốn làm mất nhiều thời gian của anh em. Chỉ xin anh em khoảng chừng 4 phút mấy 5 phút về làm một cái video ngắn để chia sẻ với mọi người thôi nha. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha. Nếu mà thấy video hay thì anh em hãy cho mình xin một like. Và nếu ai chưa đăng ký kênh của mình đó, thì hãy bấm một cái nút đăng ký. Và nhấn một cái chuông kế bên để sớm nhận được những cái video mới của mình. Thì mình chuyên làm những cái video nó liên quan đến thực phẩm bổ sung. Vậy thôi. Chào anh em nha. Bye bye.